Dương xin chào tất cả quý chị buổi sáng nha. Thì sáng nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm Lợi trong sân bay nha. Thì hiện tại Dương cũng tới Bãi Lợi. Giờ Dương sẽ đi thăm và quay lại để chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Hy vọng là hôm nay sẽ có cái thành quả. Rồi mình đi thôi. Cái đầu lên đây nè, có cá gì không đây? Rồi cái này không có cá nha. Không biết cái này ổn không đây. Giờ ơi cái lò này chừng ký ốc vậy mà không có cá, chắc bữa sau cuốn luôn quá. Rồi để được bữa sau mình cuốn bắt ốc luôn. Con liên nè, cái lờ còn không đây? Cái lờ còn nha, có cá không đây? Rồi hôm nay vô hàng cá lóc kiến chút ép luôn, chắc hết cá rồi. Giờ nó qua kia cái, nó cạn quá, thôi giờ qua mấy anh đây nha. Cái đục chuồng rồi mình chạy vô trong kia tuốt tuốt ở trong nữa. Thì Dương chạy vòng vòng tới trong cái khu dân này thì trời cũng mà tờ mờ sáng này nè. Cái này Dương cuốn gì luôn quá, chứ tình hình này mưa cái đi quá trời cực. Vì có ca mắm thằng đây mà chạy cực ghê luôn. Là cái gì mà cá mắm thằng đây mà chạy thôi cực quá, cuốn về luôn, cuốn về luôn đi. À, hai con cá dê một con cá bóc nha. Đây là cái thành quả cực nhọc của mình nè, công kỹ mình chạy cực khổ nè.
Dương bắt mấy cá này kìa, cá lóc bự đó nè. Dạ. Này, cá chê luôn. Gì giống như cái gì vàng vậy đó. Phải không? Không biết có nên cuốn không nữa. Thì ổn quá. Rồi đi vô thăm thêm một cái nữa ta. Nếu mà có thì Dương sẽ để lại nha. Đi cái này quá trời. Về đâu ta? Đi đặt cực quá, đi cực quá cực. Đây đây. Đặt ra. Cỏ mấy bữa trước thì hết cỏ, hôm nay cỏ nó bò ra nhiều. Có gì không đây? Ây da. Chắc Dương để mấy cái lờ này lại đây quá. Chứ thấy ổn quá nè. Con cá này là con cá bự bự. Bỏ vô kỹ mới được. Đây. Để đặt lại ta. Đặt lại luôn nha. Uống quá, về đem ra ngoài uống quá. Rồi, đi lại luôn đi. Chạy vô cực, chạy vô đây đi. Có cá. Hai cái chai luôn nha. Cái này thì nó cá à. Trên này đi. Tại vì không có mang bỏ tay theo mà đem theo. Để cho bắt cá nó nhảy mất công hủng. Vui ghê đâm. Bên này chứ. Nhưng thấy cái lờ này cũng ướt ướt nè. Như đây dai không à, còn cá lóc chút xíu xíu à. Thì đừng không bắt luôn nha.
thấy dương vậy. Bữa nay đi không có cái vỏ này cuốn để lại. Đây thì Dương vừa chạy trên này chạy xuống nè, rồi cái xe của Dương nè, wow, wow dữ trời lắm rồi nè, không còn gì luôn, cái gì chưa đó, trong này đi vô này cực ghê lắm. Bữa sau mình sẽ cuốn luôn nha. Mình thấy cái cá gì chạy chạy trong cái lờ, nó giúp cái lờ nè, nó có cá bự không à. Nhà cá sạch, cá ngô cũng chạy không chừng. Cá gì đây chạy như vậy? Lóc nè. Lóc nè. À được con cũng nhỏ không được không? Để lên bờ bắt cho nó chắc. Được con cá lóc này. Thì bữa sau Dương sẽ cuốn luôn. Thì có tạc nữa nè. Rồi Dương sẽ đặt cái lan lại dưới đó nha. Rồi mình tiếp tục thôi. Đây gì ạ? Đúng rồi. Chưa có dính cá nào bự hết này, hy vọng dính cá bự coi. Là nhắn đầu lên nhìn nó có cá bự không nha. Chưa có cá bự bự coi. Bữa giờ đặt chưa dính cá nào bự hết. Ây da. Thiệt mà. Đây là mấy con mà quậy như vậy. À một con. Bữa giờ Dương đặt cái là chưa có dính cá nào luôn á. Này mới dính con nè. Hồi cua vô nhóc chân nổi rồi. Bắt được không bắt, cắn lụm lờ hết. Nè. Bữa giờ cái làn chưa vô con cá nữa, hôm nay vô con. Con cũng bự nè. Cá mà cá đây không được mập không, không được không thức ăn hay sao. Tấm nhách thì thòn nè. Quá trời. Wow, thấy chưa? Thấy gì chưa? Này luôn cái. Rồi, ở bên dưới đi, bữa sau mình cuốn luôn nha. Rồi mình còn một cái nữa, tiếp tục thôi. Còn đây một cái nữa là hết rồi nha. Kết thúc cái buổi sáng này đó. Đi một chút tí. Cá mắm lên đây. Nè, cái lời đi lên. Để con cá sặc làm lợi, làm vô hôm chết nè. Cá gì đây? Ô, cá sặc không? À, đặt ở đây đi, bữa sau mình cuốn luôn. Nay đi có đem vỏ theo là mình cuốn luôn rồi đó. Không có, không có đem vỏ theo.
Thì Dương cũng vừa thăm cái lò cuối cùng nha. Thì cái hành trình đi thăm lò buổi sáng hôm nay của Dương cũng kết thúc ở đây luôn nha. Để Dương quay sơ sơ cái thành quả, tí Dương về Dương quay thêm nha. Thành quả buổi sáng hôm nay của Dương nè, chắc cũng gần 2 kg cá lóc à. Cá hôm nay cá bự bự không nè. Rồi, rồi mình quay về thôi. Rồi, Dương cũng vừa về tới nhà nha. Để Dương đổ cái thành quả cái buổi sáng hôm nay của Dương ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây. Đi đâu vậy? Buổi sáng hôm nay của Dương nè, chắc cũng tầm hơn 2 kg cá lóc á, 2 kg á. Nay còn mấy cái lời nó chắc tầm 2 kg cá lóc. Thì cái hành trình đi thăm lò buổi sáng hôm nay của Dương tới đây cũng kết thúc nha. Chương chào tạm biệt các chú anh chị nha.